Đình Quang thay kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017. Thứ quý vị, tối thiểu đã có 5 người bị thiệt mạng ngay tại khu vực Hollywood ở tiểu bang Florida bởi vì một cái um, trung tâm dành cho người già ngay tại um, thành phố Hollywood uh, đã bị mất điện khiến cho không có hệ thống điện lạnh và tối thiểu là 5 người bị thiệt mạng. Các viên chức tại Florida hiện nay đang tiến hành cuộc điều tra và họ cho biết là họ đã ra lệnh di tản 150 người khác ra khỏi một cái nơi sinh hôm ngay tại Hollywood Hills là bởi vì người ta quan ngại rằng cái tình trạng mất điện do bão Irma đánh vào Florida cái đây mấy ngày có thể gây tác hại đến sinh mạng của những người đang chữa trị tại trung tâm dưỡng già này cũng liên quan đến bão Irma và Florida thì thưa quý vị theo thống đốc của tiểu bang Florida cho biết là trên toàn tiểu bang đã có 62% Uh, căn nhà vẫn chưa có điện, tức là vào khoảng 13 triệu người đang sống trong tình trạng không có điện như vậy, tức là không có mê lạnh và không có những cái sinh hoạt hàng ngày khác mà cần dùng tới điện. Uh, trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã uh, yêu cầu là phải di tản 10.000 người ra khỏi khu vực Florida Keys bởi vì khu vực này bị tàn phá bởi bão Irma. Và đồng lúc đó thì hàng không bảo hạm của nước Mỹ là USS Abraham Lincoln đã đến khu vực này vào hôm thứ hai tuần vừa qua mang theo trực thăng và tất cả những kế toán cấp cứu để hy vọng rằng có thể tiếp tay với lực lượng về binh quốc gia tại Florida và những lực lượng cứu trợ khác để giúp những người đang là nạn nhân của cơn bão Irma. Bão Irma đã tàn phá, phá những hòn đảo tại khu vực Caribbean, riêng đối với những hòn đảo là thuộc về lãnh thổ của nước Anh mặc dù là đảo tự trị, thí dụ như là British Virgin Island, thì sáng ngày hôm nay các lực lượng an ninh tại hòn đảo này đang phải truy lùng vào khoảng 100 tù nhân trốn ra khỏi các trại giam khi mà bão Irma đánh vào British Virgin Island. Cảnh sát nói rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh của dân chúng tại khu vực này. Đây là một hòn đảo có khoảng 500.000 người, tất cả đều mang quốc tịch Anh nhưng mà theo quy chế tự trị, như một số những hòn đảo khác cũng thuộc về um, uh, lãnh thổ của nước Anh. Thưa quý vị, chính phủ Anh đã gửi 32 triệu Mỹ Kim giúp đỡ và đồng thời xây dựng một khoảng 2.000 lều trại để dựa cho dân chúng tại British Virgin Island khi mà nhà cửa của họ bị sụp đổ do bão ấm gây ra liên quan đến cái cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn vô cùng xảy ra tại Miến Điện đó là sắc dân Rohingya phải bỏ đất nước Miến Điện để chạy tị nạn tại Bangladesh. Sáng ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có một phiên họp kín lần thứ hai để bàn về cái cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Cuộc họp này không cho báo khí trí và bất kỳ một tổ chức không chính phủ nào được vào giữ vai trò quan sát cả thưa quý vị theo như cao ủy nhân quyền của Liên hiệp quốc thì dường như đang có một cuộc thanh lọc chủng tộc quy mô diễn ra tại Miến Điện và Hội đồng Bảo an quyết định phải họp và kín về vấn đề này mặc dù vậy nhưng mà các tổ chức tranh đấu nhân quyền và các nhà ngoại giao quốc tế chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nói rằng cái cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Miến Điện không thể nào mà chỉ giữ trong phạm vi kín ở giữa các thành viên của Hội đồng Bảo an mà thôi phải chăng đây là một vấn đề mà hội đồng bảo an liên hợp quốc muốn che giấu dư luận quốc tế theo như phóng viên của đài rfi có mặt tại liên hợp quốc thì họ nói rằng câu giải thích rõ ràng nhất lý do hội đồng bảo an liên hợp quốc họp kín về vấn đề rohingya miến điện bởi vì cái đối tác thương mại hàng đầu của miến điện là trung quốc đang vận động để cho hồ sơ này không được đưa ra thảo luận trước hội đồng bảo an liên hợp quốc Đồng lúc đó thì mạng lưới khủng bố toàn cầu Al Qaeda đã tung ra một lời kêu gọi là phải thánh chiến để mà giúp đỡ người Hồi giáo Rohingya đang bị cái sự trả đũa của nhà quân, uh, chính quyền Mín Điện cũng như là một số những người Phật giáo uh, theo chủ trương dân tộc cực đoan. Thưa nghe giả, cho tới phút này thì có khoảng 400.000 người Hồi giáo Rohingya đã phải bỏ đất nước Miến Điện để qua sinh sống tại Bangladesh và đang trở thành một cái mối khủng hoảng lớn cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về vấn đề um, trợ giúp người tị nạn. À, hiện nay thì uh, theo một số người đang có một cuộc khủng hoảng lớn là bởi vì quân đội uh, cùng với cái thành phần ít thôi, uh, Phật tử cực đoan đang muốn uh, uh, gọi là có một cái chủ trương thanh lọc người Hồi giáo ngay tại khu vực Rohingya. Uh, mạng lưới khủng bố Al Qaeda uh, tung ra một lời kêu gọi, hãng thông tấn Reuters trích lại nói rằng Uh, nhà cầm quyền Miến Điện sẽ phải um, chịu trừng phạt bởi vì họ đã đối xử với những người hồi giáo tàn tệ tại Rohingya và El Queda cũng kêu gọi những thành phần uh, gọi là thánh chiến người hồi giáo tại Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Philippines đổ quân về Miến Điện để giúp đỡ những người hồi giáo này chống áp bức từ phía chính quyền và một số thành phần Phật tử cực đoan ngay sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc uh, biểu quyết thông qua một cái nghị quyết mới rất là gay gắt đối với chế độ cộng sản bắc hàn liên quan đến tham vọng một kim jong un muốn trở thành lãnh đạo một quốc gia có cần, có vô khí nguyên tử thì tổng thống uh, donald trump của hoa kỳ hôm nay lên tiếng cho biết rằng tất cả những biện pháp mà hội đồng bảo an liên hợp quốc nhắm vào bắc hàn không sánh gì được cả với những điều gì sắp xảy ra cho bắc hàn nếu mà như bắc hàn vẫn cương quyết cứng đầu không uh, bỏ cái tham vọng trở thành một cường quốc nguyên tử. Trong khi đó thì bộ trưởng um, tài chính của nước Mỹ là Steven Munchin cảnh cáo nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc rằng nếu mà họ không có um, gọi là triệt để thi hành hội um, cái bản nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn của Hòa đồng bán Liên Hợp quốc á, thì Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp tài chính đối với Trung Quốc. Theo tin của tờ Washington Post thì hiện nay Hoa Kỳ vẫn chưa có áp dụng một số những biện pháp gắt gao với những ngân hàng của Trung Quốc có buôn bán với Bắc Hàn bởi vì chờ thì xem thái độ của giới lãnh đạo Bắc Kinh ra sao. Và đồng thời Hoa Kỳ cũng quan ngại rằng sẽ xảy ra một cái cuộc gọi là đối đầu về mậu dịch và ngân hàng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc chỉ vì liên quan đến hồ sơ của Bắc Hàn. À, theo như um, kết quả của um, cái bản nghị quyết hôm vừa rồi thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc uh, tăng cường biện pháp trừng phạt Bắc Hàn ở những mà uh, mức độ cứng rắn giảm thiểu rất nhiều so với cái dự thảo mà Hoa Kỳ đưa ra. Bản tin của tờ New York Times cho biết rằng hiện chưa rõ là các biện pháp mới này có đủ sức để thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ tham vọng nguyên tử hay không. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc là bà Nikki Haley đã kêu gọi là có biện pháp trừng phạt quốc tế tối đa, kể cả việc cắt toàn bộ nguồn tiếp tiếu dầu dầu hỏa cho Bắc Hàn cũng theo tờ The New York Times trong khi đó thì Trung Quốc và Nga phản đối và họ đã soạn ra một cái dự thảo nghị quyết khác và mới đây đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua cái bản dự thảo nghị quyết này thì nhẹ hơn cái điều thứ nhất là thay vì cắt hoàn toàn cung cấp dầu cho Bắc Hàn thì chỉ có cắt vào khoảng 10% mà thôi bởi vì chế độ Bắc Kinh của Trung Quốc quan ngại rằng nếu mà cắt hoàn toàn thì chế độ cộng sản bình nhưỡng sẽ sụp đổ và điều đó hoàn toàn không có lợi cho Trung Quốc cái điều thứ hai cái bản nghị quyết mới cũng yêu cầu các quốc gia trên thế giới chặn xét tất cả các tàu ra vào cảng của Bắc Hàn. Điều này đã từng xảy ra năm 2009 nhưng mà cái nghị quyết này không cho phép dùng vũ lực nếu như các tàu ngoại quốc mà đi ra vào cảng của Bắc Hàn không tuân theo lệnh của Liên hiệp quốc. Nghị quyết cũng đòi việc khám xét chỉ được thi hành nếu quốc gia mang cờ hiệu đồng ý cho khám xét mà thôi. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ đòi rằng được quyền sử dụng mọi biện pháp để khám xét các tàu của Bắc Hàn, kể cả dùng vũ lực. Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là Tổng thống Donald Trump dự trù tháng 11 sắp tới sẽ đi Bắc Kinh để họp cùng với lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình và chắc chắn Bắc Hàn sẽ trở thành một trong những hồ sơ quan trọng của cả đôi bên. Và cuối cùng là tin liên quan đến con rể của Tổng thống Trump, đó là ông Jared Kushner, Uh, tin của đài CNN và của tờ Huffington Post cho biết là một số những luật sư trong tòa bạch Ốc đưa ra một cái ý kiến là có lẽ là ông uh, Kushner là con đề của tổng thống Bush uh, xin lỗi quý vị con đề của tổng thống Trump và hiện đang là cố vấn uh, cao cấp cho tổng thống Trump thì ông uh, Kushner nên từ chức bởi vì tất cả những cái vụ tai tiếng liên quan đến những, những cuộc tiếp xúc của ông với um, một số những viên chức ngoại giao của nga trong bối cảnh mà đang có những lời cáo buộc rằng nước nga tìm cách ảnh hưởng một cuộc bầu cử của Hoa Kỳ can thiệp vào để mà dẫn tới cuộc kết quả của cuộc bầu cử là ông Donald Trump thắng bà Clinton trong tháng 11 vừa qua cho tới phút này thì tổng thống Donald Trump vẫn nói rằng quan đề của ông không hề có bất kỳ một hành vi phạm pháp nào cả mới đây thì ông Kushner đã hết hiện xuất hiện trước một ủy ban điều tra của thượng viện và ông có gửi một lá thư cho báo New York Times trong đó ông trần tình ông nói rất rõ là ông không hề có bất kỳ một cái hành vi nào, những cuộc tiếp xúc nào mà được xem như là vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ trong bối cảnh diễn ra cuộc bầu cử từ nước Mỹ. Và bố vợ của ông là ông Trump là ứng cử viên cả. Ông nói rằng ông không thông đồng với nước Nga, ông không biết bất kỳ cá nhân nào và cá nhân ông cũng không hề phạm một lỗi lầm nào cả. Nhưng mà cái tin này cho thấy một điều quan trọng là chính luật sư của Tổng thống Donald Trump lại đưa ra cái đề nghị là ông Kushner nên từ chức chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới ra sao bởi vì trong những ngày vừa qua thì bất kỳ cái tin nào mà phía tòa bạch ốc nói rằng đang có thể diễn ra thì thường thường nó sẽ diễn ra như thế chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin ngày mai